vi. Và bơm lên nha. Và bơm cái này lên cho nó căng lên là nha. Bơm lên cho con vi bơm nha. Ba cởi đồ cho chị Kobe đã nha. Ấy, muốn sợ tắm rồi, muốn sợ bơi rồi. Đúng không? Rồi đây. À thế cho mua người xe này. Xe đây nha. Rồi. Kobe ha, cởi đồ. Bơm thêm nước cho tắm nha.
Thế đâu mà biết. Đi bơi lại đấy. Man, biết bơi chưa? Đúng rồi, man sợ ghê. Thích không? Man sợ bơi quá nhỉ? Ôm em này, cứ đi. Ôm em này. Đó, chứ không em sợ. Mệt không? Bơi nhiều mệt không? Đi đây, mon, được rồi, một vòng rồi. Giỏi quá, đi đây. Ây chà, mon giỏi thế. Rồi, mỏi chưa, mệt chưa? Mệt rồi nhỉ. Rồi, chắc mệt rồi đó nhỉ. Bơi sang gần đấy thế hả? Thích thế, đúng rồi. Đã thế. Cô Vi bơi lại kia. Đó. Đó. Mon này, Mon xem chị bơi này. Đó. Chị đây. Ý, chị Vi rồi, giỏi không? Chị Vi giỏi không? Cô Vi bơi lại kia cho em xem nào. Cô Vi bơi cho em xem đi. Bơi lại kia cho em xem. À, bơi lại kia cho em xem. Cô Vi bơi giỏi rồi mà. Nha. Thôi, nắm vậy thôi nha, đi vào nha. Đi vào sấy cho nắm. Bà cởi đồ, bà sấy cho em rồi nha. Đây, một lần đầu tập bơi nha. Rồi ba sấy cho đỡ nha, đỡ lạnh nha, ngon nha. Hai nằm đây, thấy chưa? Rồi, đó, thấy chưa? Đâu vậy? Đây là thích thế. Đây nè, mình thấy cái ấm nè. Đó, cái gì đó. Mình thấy cái ấm chứ nè. Ngồi đây. Ngồi đây, tí để ăn trái cây luôn nè. Đó, ngồi đây. Đó, bao giờ tôi nhé, ăn đi. Đi ăn ngon đi. Ngon nữa. Anh đừng để rơi đây nè. Đây nó mềm như thế này nè. Mà ngủ ngon nè. Chơi ngoan nha, đừng có trèo lung tung là té nha.
Ruby nhớ chơi nhẹ đừng làm em đau nha. Mẹ ấm luôn á. Nè, nè, ngồi xuống đây. Rồi, con ơi, con xuống đây chơi với chị Vy nè. Con ngồi đây chơi với chị Vy nha, chị dọn đó nha. Mẹ gì vậy? Hả? Em đâu? Sao? Đi đâu? Ừ? Đi đâu? Ô, dắt mẹ đi đâu á? Hả? Con đưa mẹ đi đâu? Cái gì vậy? Cảm ơn Tu Vi nha. Tu Vi nha. Nè, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng mình nè. Anh mua hoa tặng cho bà xã nha. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc mừng ngày chúng ta nha. Tôi đi đợi quá. Chúc mừng xã nha. Rồi, chúc mừng ngày cưới. Không biết sao á? Sao tôi
Cô Bi muốn hôn mẹ không? Hả? Ừ. Cô Bi ngồi đây hôn mẹ nè. Ai cũng muốn phải ôm hả? Ai cũng muốn phải ôm hả? À, rồi phải ôm nha. Rồi, lại ngồi với mẹ nha. Được chưa? Đi ngồi với mẹ này. Ai cũng hôn mẹ hả? À, Bi cũng hôn mẹ hả? À, hôn mẹ mới được hả? Đi xem hoa hả? Xem hoa đẹp không? Hoa đẹp không? Hả? Buồn cứ chạy luôn. Hoa đẹp nhỉ? Đây. Rồi. Rồi, có gì ăn này? Để chuẩn bị đồ ăn này. Cô gọi Mo lại. Này, cô Bi ngồi đây với mẹ. Mo lại đây, cô ngồi đây ăn này. Cô Bi ngồi đây. Đi đây, đi đây ngồi với mẹ. Rồi. Đi ngồi đây nha. Cô Bi lấy cho ba miếng nè, lấy cho ba miếng, lấy cho ba miếng, đi cho ba. Giỏi. Này mẹ lấy cho Bi này. Ngon không? Hơi lạnh nhiều, mẹ bỏ chút lạnh hơi lạnh. Lạnh mà mới ngon chứ. Mẹ ba bóc cho ngon dễ hơn, cái này dai á. Mẹ bóc cho ba này. Không phải dai không? Ba em. Nè. Con này có Bi nhỏ. Ngon không? Mà là mẹ con đang mắc cười đó. Tí một, tí một đấy. Con ăn ít lắm, nhưng mà rất thích ăn. Con ăn là nhanh nhất đó là. À, nhả vỏ hả? Con ăn giống sari á, hút hút nước xong rồi nhả cái. Ăn nào, ăn tí một đấy, à, nhà vợ hả, thông minh nhé. Thank you.
Huế. Sao mà làm buồn thiêu thế con? Hả? Sao làm buồn thiêu thế? Sao thế? Làm chơi với em hả? Mình chơi mà mặt buồn thiêu buồn thiếu thế. Không dạy đi chơi gì à? Mày đi chơi mà cứ làm em thế này. Làm chơi với em này. Hả? Mệt à? Đâu có mệt đâu nhỉ? Sao nhỉ? Giận ba không uống luôn hả? Giận ba không uống luôn đấy hả? Bi giận dai nhờ. Thì được rồi, để ba đi mặc đồ rồi ba đi mua đồ chơi cho nhá. Nha. Mua đồ chơi cho con nhá. Ừ. Bị kể giận dai quá đi. Con cho em món uống sữa đi. Cho món uống sữa nhá, cầm cho món uống sữa này. Đây món. Cầm đấy. Món chưa biết cầm. Cho mon nằm xuống. Rồi. Mon nằm đây với con nha. Rồi. Để ba đi mặc đồ, ba đi mua sữa, mua đồ chơi cho con nha.
Vui một quả vào cho ba này. Vui rồi hả? Giờ vui rồi hả? Chị cô Vi vui rồi hả? Thế nào, một quà này, món này, đi xuống đây. Chúng ta vào cho quà này. Một quà hai chị em nhá. Ngồi đặt vào đây. Đây, cô Vi này, đi xuống đây con. Thấy chưa? Nó có quà đấy chưa? Này, món này. Món này. Sữa nãy này, sữa cho con này. Thì nãy em uống rồi, em đi chạy đi chơi vui không? Em chạy vào phòng mẹ chơi rồi kìa. Rồi, cho con uống sữa trước nha. Ok, nó cởi mũ rồi đó. Món đi đâu? Món ơi, đi đây. Ok em, dạ. Em đi chơi đi. Đây là quà của cô Bi này nhé, cho con nhé. Ái nhà, hết giận ba này hả? Hết giận này hả? Thôi miếng nào, thôi ngon nhé. Không biết, ít giờ hết giận này hả? Nói lắm. Món uống sữa no rồi. Để cho con này, rồi. Hết giận ba. Món ngon, món ngon, món. Món ơi. Đi đây nè. Cái bà cho này, bà cho quà này. Đi đây. Đấy, quà của Mon này. Đây, quà của chị Kobe đây. Ủa. Đây là đây nha. Đây là hẳn nè. Đây, con có quà đây này. Quà của con này. Nè. Chị chồng. Rồi. Đây. Rồi, cô Vi ngồi xuống đây chơi quà của con nha. Để ba cất đồ đạc đi nha, đây này. Rồi, con uống xong rồi đúng không? Để ba cất đi nha. Ngồi đây chơi cái món này, lại chơi cái món này. Thấy chưa? Đã lắm. Chơi ngoan thế, con chơi ngoan thế. Đấy thầm đây chứ, thầm đây chứ. Ủa, cho lấy thuốc rồi thế này. Rồi hai đứa ngồi đây chơi nha. Nha, ngoan nha. Cô Bi trông em nha con. Nha. Bác vào bác làm việc chút nha. Cô Bi lại đây nè. Ừ, thích chứ. Lại ngồi đây, ở đây chơi chơi trông em này. Bác vào bác làm việc tí. Bye bye.
Cúpi á? Sao á? Hả? Sao? Sao chạy 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 thế? Chuyện gì à? Ồ. Hả? Sao? Các bạn đi đâu á? Đi đâu? Sao con? Ủa Mon đâu rồi nhờ? Mon chơi đây đâu rồi? Mon thì nãy ngồi đây đâu con? Mon đi đâu? Con trông Mon rồi, Mon đi đâu rồi con không thấy à? Đi tìm Mon nào đi. Nhanh đi tìm Mon nào. Đi nào. Đi nào đi tìm Mon nào chứ, Mon đi đâu mà. Mon ơi. Mon ơi. Mon ơi. Con ơi. Mon. Đi đâu vậy? Đâu nhỉ? Có thấy Mon ở đây đâu? Mon có phải trong phòng không nào? Mon. Mon ơi. Mon ơi, tụi mình đi đây nào, ba không thấy Mon đâu, biết nào, đi đây nhanh lên, không thấy đâu cả, đi đây nhanh lên, Mon đi đâu chứ tụi mình nhờ, tìm mãi không thấy rồi, đi đây nào, đi ngồi ba nào, đi đây, Mon đi đâu thế? Đi đâu Cúpi nhờ? Con đi đâu con? Chắc con ba tìm mãi không thấy nhờ. À, để ba kiểm tra điện thoại xem nào. Kiểm tra camera xem. Con đây à? Con đây à con? Ôi trời ơi, Mon chạy ra đây chơi à con? Giỏi thế, Cúpi giỏi thế, con tìm thấy em à? Đi đây ba nào. Con tìm thấy em rồi hả? Giỏi thế. Ôi trời trời trời. Sao không nào? Ôi chứ đi chơi thế hả? Ôi trời. Được rồi. Chỉ ướt người thôi không sao đúng không? Chỉ ướt người thôi đúng không? Thôi được rồi, Cúpi giỏi quá. Rồi đi về nào. Cảm ơn anh về nè. Trời ơi, là
thôi tụi mình đi chơi thế này cảm ơn nha. Ơi, đi chơi như thế đấy không sao nhỉ. Cắm thế nào, đánh thế nào? Rồi, thế này đây nhá. Và nắm nước ấm rồi, không cần nước sắp đầu đâu. À, thôi. Cô Vy đi vào cô La nhá. Đi vào này, ra mặc đồ cho em này, đi đây. Cô Vy đi chị hỏng hả? Đi khá quá nha. Đã, khá quá nha. Tôi cũng ngồi đây để không kém được. Sao đi phải cẩn thận nha, cô Vy nha. Không phá xe nha. Lấy ví mẹ làm gì á? Cho xem nào. À, lấy ví mẹ ra đây cho ba hả? Hay làm gì? À, tự nhiên lấy ví của mẹ cho ba. Đi đâu à? Đi muốn đi cà phê à? Phải không? Đi cà phê à? Rồi, thì đi cà phê nhá. Ở đây, cụ ba dọn đồ nhá. Cụ ba dọn kia. Đây là cửa xong rồi. Cụ Vy cầm cho ba này. Cụ Vy, cầm lại. Dọn đồ cho ba đi. Đây. Cầm vào, đưa vào, bỏ vào trong nhà cho ba.
sang nhé. Chết, trốn mẹ đi uống cà phê hả? Đây. Rồi, đi nào. Video chắc bạn nha. Thế chào. Bóc ra này nè. Đúng rồi.
Đấy, ừ, bóc ra này này. Thấy không? Đây này. Cánh này này, thấy chưa? Cô ba chứ. Nó nhỏ. Để ngồi ba nữa. Đây này, con tự cắt đi. Đúng rồi, giỏi. Lạnh đúng không? Không cầm cao lên nào. Đi cầm cao nào. Aha!
Okay.
xem nào. Đi ra nào, đi ra xem chuyện gì nào. Đi đây. Đi đây. Chào thế. Chào. Mình cất một quả cho mẹ nha. Mình ăn một quả thôi nha. Hai quả to lắm. Đi đây. Nè, đi ra đây con biết. Rồi. Cảm ơn.
nhầm.